Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, phòng kỹ thuật công ty Trung Đông. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn thiết bị bàn phím không dây RFK A7KB. Thì cái bàn phím không dây này nó sẽ kết nối vào các trung tâm báo động RFK. Các bạn có thể kết nối được 8 bàn phím không dây và khoảng cách kết nối của chúng ta là 30m. Thì trên bàn phím không dây này nó sẽ có các phím cảm ứng, các bạn có thể thao tác là bật và tắt báo động, hoặc là chúng ta cũng có thể nhấn phím SOS khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra thì bàn phím còn hỗ trợ thẻ RFID, chúng ta có thể thao tác bật hoặc là tắt trung tâm. Thì trên bàn phím không dây này nó cũng hỗ trợ thêm cho chúng ta là pin dự phòng, các bạn cũng có thể cắm nguồn trực tiếp vào cổng micro DC là 5V, hoặc là chúng ta cũng có thể cắm sạc đầy pin cho mỗi lần sử dụng là 6 tháng liên tục. Các bạn sử dụng bàn phím không dây này rất là phù hợp cho những vị trí như là cửa ra vào nhà xưởng, nhà kho hoặc là văn phòng, nhà ở. Thì mỗi lần khi mà chúng ta đi ra hoặc là đi vào thì các bạn cũng có thể nhập mật khẩu bật và tắt trên bàn phím. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng bàn phím không dây kết nối vào trung tâm báo động RFK. Thì đối với trên trung tâm báo động GSK, chúng ta sẽ vào chế độ lập trình thêm remote, các bạn sẽ nhập 6 số 8, sau đó các bạn sẽ nhấn thêm số 0 và các bạn sẽ nhấn OK. Thì tại đây các bạn sẽ chọn là mục Android remote và mình sẽ di chuyển đến cái remote nào chúng ta chưa có thêm vào và các bạn sẽ nhấn OK. Thì tiếp theo thì đối với trên bàn phím không dây, các bạn sẽ nhấn nút mở nguồn, chúng ta sẽ nhấn phím sao và phím thăng. Sau khi chúng ta mở nguồn thành công thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu user vào trung tâm báo động. Thì đối với user số 1 chúng ta sẽ nhập là 4 số 1, sau đó các bạn sẽ nhấn phím đóng khóa và trên trung tâm của chúng ta cũng đã hiển thị cái mã code kết nối thành công với bàn phím. Thì bốn cái user thì trên cái tài liệu hướng dẫn sẽ có những cái mật khẩu theo user, các bạn cũng có thể thay đổi theo từng cái mật khẩu của từng user đó, các bạn có thể thay đổi mật khẩu của từng user. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài thẻ RFID vào bàn phím không dây. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu là lập trình là 6 số 8, sau đó các bạn sẽ nhập lệnh là 90 thăng và cài đặt ở vị trí số 1, thì chúng ta sẽ nhập là số 1 và chúng ta sẽ cài cái thẻ RFID vào đây. Thì khi mà chúng ta cài đặt thành công, các bạn sẽ thấy đèn của chữ RFID nó sẽ sáng đứng, và để xóa thì chúng ta sẽ nhấn giữ cái phím sao 3 giây. Sau khi chúng ta đã xóa xong thì cái đèn màu xanh này nó sẽ nhấp nháy và chúng ta sẽ cài lại. Tiếp tục chúng ta sẽ nhập lệnh số 2 để cài đặt sang thẻ RFID thứ 2. Để thoát ra ngoài thì các bạn sẽ nhấn phím thăng và chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Thì cái thẻ RFID này nó sẽ có 3 nhiệm vụ. Một là chúng ta có thể cài đặt được AM hoặc là DIP AM, hoặc là chúng ta cũng có thể cài đặt được vừa DIP AM và vừa AM. Thì để cách cài đặt này nó sử dụng như nào mình sẽ hướng dẫn các bạn, là mình sẽ nhấn 6 số 8. Sau đó các bạn sẽ nhập lệnh là 09. Thì tại đây nếu như mà các bạn muốn sử dụng DIP AM thì chúng ta sẽ nhập lệnh là 00. Còn nếu như mà các bạn chỉ muốn cái thẻ RFID này nó có chức năng là AM thì chúng ta sẽ nhập là 01. Và để sử dụng được hai chức năng là AM và DIP AM thì chúng ta sẽ nhập lệnh là 02. Sau khi chúng ta cài đặt xong thì các bạn nhấn thêm phím thăng thoát ra ngoài. Sau khi chúng ta đã cài đặt thành công thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Trước tiên để sử dụng cái thẻ RFID này, các bạn sẽ nhấn giữ cái phím sao và sau đó chúng ta sẽ cài thiết bị vào đây, thì lúc đó cái thiết bị của chúng ta nó mới hoạt động. Đối với trường hợp thẻ thứ hai, các bạn cũng sẽ làm như vậy. Để bật tắt báo động trên trung tâm thì chúng ta cũng sẽ nhập mật khẩu. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu của user số 1
và lúc này chúng ta cài đặt vào trung tâm, chúng ta sẽ nhấn phím đóng khóa hoặc là nhấn phím mở khóa. Để sử dụng phím FS thì chúng ta sẽ nhấn giữ trong 3 giây. Rồi. Để tắt báo động thì chúng ta sẽ nhấn phím. Rồi, vậy là mình cũng đã giới thiệu đến các bạn thiết bị và phím không dây GSK A7KB. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào tất cả các bạn.